Xin chào các bạn. Trước mặt mình là một chiếc Boeing 777F với màu sơn lạ đang tiến ra đường băng cất cánh của sân bay quốc tế Nội Bài. Đây là lần đầu tiên chiếc máy bay này xuất hiện trên kênh của mình. Tuy nhiên đây lại là máy bay của một hãng hàng không đã quen mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài. Đó là hãng Atlas Air, một hãng hàng không vận tải lớn của Mỹ. Chúng ta thường thấy hãng hàng không này đến Nội Bài với các chiếc Boeing 747 chở hàng khổng lồ. Và hình ảnh logo là một người khổng lồ gánh cả trái đất trên lưng. Đó là người khổng lồ Atlas đã từng xuất hiện trong truyện 12 kỳ công của Hercules. Tuy nhiên, thời gian gần đây, hãng hàng không Atlas Air đã mang cả Boeing 777F chở hàng của họ đến sân bay Nội Bài. Hiện tại, hãng hàng không này đang có 15 chiếc Boeing 777F trong đội bay. Đây cũng là một loại máy bay chở hàng chuyên dụng khổng lồ. Tuy rằng tải trọng hàng hóa của nó kém hơn một chút so với Boeing 747. Tải trọng hàng hóa tối đa của loại 777F là 110 tấn. Trong khi tải trọng hàng hóa tối đa của Boeing 747-400F là 124 tấn. Còn loại Boeing 747-8F thì lên tới 140 tấn. Và đang di chuyển ngay phía sau chiếc 777F của Atlas Air là chiếc máy bay Airbus A320 mà hãng Bamboo đã thuê để bay tăng cường trong dịp Tết. Và chiếc 777F của Atlas Air đã di chuyển tới cuối đường Lanes, bắt đầu rẽ vào đường băng cất cánh 11R. Đây là lúc chúng ta có thể quan sát gần nhất chiếc máy bay này. Máy bay sử dụng hai động cơ J90 của General Electric, một loại động cơ tốc biên phản lực cánh quạt có kích thước và lực đẩy thuộc loại lớn nhất trên thế giới. Và đây là chiếc A320 của Bamboo đang di chuyển ngay phía sau. Đây cũng là lần đầu tiên mình quay được chiếc máy bay này ở Nội Bài. Chiếc máy bay được trang trí hình hai tiếp viên của hãng Bamboo Airways. Và bây giờ là pha chạy đà cất cánh của chiếc Boeing 777F của hãng hàng không Atlas Air. Chiếc máy bay chở hàng của Mỹ đang cất cánh bay lên trong một ngày thời tiết khá mù mịt ở Nội Bài. Trong khi đó thì chiếc A320 Bamboo Airways đã tiến vào điểm dừng chờ lệnh cất cánh. Bây giờ là pha chạy đà cất cánh của chiếc A320 được trang trí hình hai tiếp viên của hãng Bamboo Airways. Chiếc máy bay đã rời khỏi mặt đường băng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.